Không kéo không giữ được khi nó lên. Giữ được không? Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại. Lâu lắm rồi không lên video, cũng hứa hẹn anh em với anh em là lên video thả diều rất là nhiều. Thì ngày hôm nay mình chuẩn bị về quê, cũng về quê, chuẩn bị một chiếc siêu lỡ xe nhà anh Hạnh thả test một bộ âm full carbon 4m LV và cùng bộ hòa âm D79 quả. Đấy, test hàng trả khách mà cũng tiện cho anh em nghe thẩm âm luôn. Anh em một chút xíu nữa sẽ cùng nghe âm và cho mình xin cái đánh giá và thẩm âm. Nhiều anh em thắc mắc hỏi mình là anh ấy có nhận làm sáo không? Mình vẫn nhận làm sáo cho anh em đầy đủ nhé, nhưng có điều là thời gian trả hàng sẽ hơi bị chậm hơn một chút. Rất mong anh em thông cảm, anh em đã đặt hàng thì vẫn sẽ có hàng nhé, cho nên anh em yên tâm khi đặt hàng bên nhà mình. Vẫn có nhận hàng cho anh em, cứ thoải mái đặt hàng bên số điện thoại Zalo mình để góc màn hình nhé. Còn bây giờ thì đợi mình một chút xíu, chuẩn bị một số đồ nghề xong rồi sẽ sang bên kia test diều cho anh em cùng xe cùng thẩm nhé. Đảm bảo anh em một siêu phẩm này không làm anh em thất vọng và cực kỳ là đảm bảo giúp anh em nghe phát là phê và mê đến già luôn. Đó, dạ. Bây giờ thì cùng mình đi test em diều đấy nhá anh em nhé. Test con diều hơn 4m cùng với bộ hòa âm D79 quả. Thế nha anh em nhé. Diều này thì mình lắp hơi vội nên là lắp ngược áo. Đấy. Đây là sáo hòa âm D79 quả, vẳng mộc và miệng mộc luôn. Ngược áo này nó ra kiểu gì? Ngược chữ. À, ngược chữ gì? Thì nó vẫn nắp vào vẫn bình thường. À đây nó lộn như này thôi phải không? Lộn chứ không. Đấy, cái diều full carbon. Phải chiều rồi nhưng chỉ lộn dọc chữ lên trên phải. Gió thì nói chung là gió thì cũng có gió nhưng mà cũng không biết là đâm nó có lên không thì test cho anh em thẩm âm nhá. Anh em mà muốn mua sáo đặt sáo thì liên hệ qua Zalo cho mình. Sau đây mình sẽ đâm để cho anh em nghe âm. Đấy anh em nhá, diều lên rồi anh em nhá. Đấy, đang bắn thêm mấy giây nữa để cho đậu. Đây con diều này mà cõng bộ sáo này phải nói thật sự là quá cân anh em ạ. Thả từ từ em ơi. Nó đang ở tầm dưới, gió nó chưa to. Đấy. Thả hòa âm này thì nó nghe rất nhẹ nhàng anh em nhá. Rất hay. Ui rồi. Âm này thì nói chung là âm khá là chuẩn rồi anh em ạ. Về chỉ có bay thôi. Cái quạt vào. Chơi diều này thì cũng hơi bất một chút. Đấy, mà con diều anh em chơi diều to thì anh em nên chơi diều carbon hơn. Thì diều carbon nó dễ lên hơn nhá. Diều tre thì nếu mà diều tre mà to vào tầm độ 4m hơn 4m này là kiểu gì thả sẽ vất hơn là diều carbon nắp ghép này. Em bài chưa? Sao? Có giữ được không em? Tầm đó nếu mà 4m này giữ một người giữ được. Nhưng mà chỉ gió này thôi hả? Gió này thôi, gió bắc mà cái 3m6 kia của mình nó kéo mình bay nó cứ con để dụng ngô. Nếu mà gió mà dính gặp cái gió giật cái thì khả năng là phải kéo từ đây phải sang đến đầu bờ bên kia mà. Ui rồi sáo này ban đêm thì nó giật cho thì. Đây con này lèo hơi bị cao một chút. Đây là nó lên bỏng. khả năng bắn thêm một ít giây nữa để sau để cho nghe sáo cho ổn định. Nó dưới nó đang gió cơn, cái là từ từ. Đây thì gió, nói chung là gió mùa này nó rất là nhiều gió nhỉ, mà gió đều lắm. Thì hôm nay mình nhìn thấy mấy con diều kia nó trao thì tưởng là không có gió mấy, nhưng mà gió trên rất là đều luôn. Đây anh em có thể nghe thấy âm này. Quay từ người ăn, vịt tẹn thường huy cán đấy nhỉ? Quay từ người ăn hay lên diều cơ. Vướng diều chưa? Chưa. Bây giờ Huy ơi, lên đi. Diều nó đang trên phải không? Ừ. Đi lên đi. Thôi được rồi. Tôi vươn đi. Này có diều, mấy diều. Lên hẳn trên kia đi, không nó vướng vào diều. Diều chú lên bổng bây giờ đấy. Ui giỏi ơi. Không kiếm không giữ được khi nó lên. Giữ được không? Giữ được anh ạ. Nào. Ui. Nào nhanh. Có căng anh ạ. Có căng nên là mình phải nhận lại. Lúc nó vươn thì đừng có hỏi. Đấy, bác nào mà không thích mà ấy âm nó kiểu như là phá làng phá xóm quá thì chơi hòa âm được. Cho mọi người cũng dễ nghe nhá. Anh em nào mà mua sáo đặt sáo, nhắn tin qua Zalo cho mình. Điện thoại Zalo mình sẽ để ở phần ở góc màn hình video. Anh em xem video là thấy số điện thoại của mình ở phần góc màn hình rồi. Thì anh em kết bạn và nhắn tin cho mình. Này, anh em mình vào đây lúc nó vươn là còn không giữ được diều là còn phi xuống ruộng này. Anh em ạ, đố anh em tìm trên đất nước, đố anh em tìm con diều vào mà có chữ V ngược như anh em mình. Giỏi rồi. Anh em nhá, mình đã test diều cho anh em nghe sáo đấy, cũng như là cho anh em xem diều rồi. Thì mình bây giờ mình kéo về thôi, vì mình không có thời gian để mình trông diều đấy, về còn làm thôi để thả để test để làm video cho anh em xem, để cho anh em thẩm âm. Còn bây giờ lại phải vít thôi. Đấy, con diều này bây giờ vít cũng khá là vất vả. Anh em mặc kéo cổ đây, kéo cổ mắt anh em. Nào mày thử kéo nào. Bây giờ mình kéo lại cho anh em nha, anh em mà kéo được 10 phải tay mình thử cho 10 lít. Không kéo được, nếu mà có găng tay là kéo được. Không găng tay thì hơi vất. Đấy thì video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Anh em mà yêu quý cho mình xin một like và đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình. Và anh em mà tin tưởng sáo của mình bên mình thì anh Tây đặt sáo đấy ủng hộ mình. Còn bây giờ thì xin chào tất cả anh em. Hẹn anh em video tiếp theo nhá.